Hello các bạn, kênh QH xin kính chào các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh QH. Các bạn đăng ký kênh, like và chia sẻ thì thưa các bạn. Tên Điền Võ hay là Võ Minh Điền là một cái tên á rất là côn đồ, cô hồn cách đảng. Chính cái tên này á là cái tên tay sai đắc lực cho Nguyễn Phương Hằng. Thì thưa các bạn, trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là cái tên Điền Võ này đã tấn công tất cả những cái người phụ nữ mà không có khả năng tự vệ, như là luật sư Hàn Ni, luật sư Thanh Trần, Đinh Lan, và luôn cả tấn công vợ chồng của Lê Minh. Và các bạn thấy là ở bên cơ quan công an chính quyền chưa có một cái biện pháp nào mà xử lý những cái tên côn đồ, và thậm chí là cái tên côn đồ Võ Minh Điền này và cùng đồng bọn tấn công luôn cả một cái đứa bé 14 tuổi, con của Hoàng Kim Dung. Và thậm chí là đứa bé này phải đi vào nhà thương, và riêng Hoàng Kim Dung thì bị chảy máu ở mắt các bạn. Đây là một cái việc mà hết sức là nghiêm trọng trên cộng đồng mạng. Và cái việc mà ngày 19 tháng 2 năm 2023, cái nhóm Điền Võ và cái nhóm của Kim Ngân, thì nhóm của Kim Ngân thì mình nói thêm là gồm có chồng của Kim Ngân là tên Nho, và cũng như là cái tên Hùng Râu, rồi cái tên Gia Cát Phong, rồi những cái đồng bọn bọn chúng ha, cùng tới một cái đường hẻm là 257 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, để mà cái nhóm của Kim Ngân và cái nhóm của cái thằng Võ Minh Điền để mà dàn xếp và nói chuyện với nhau các bạn. Nhưng mà các bạn biết là trong cái nhóm đó thì có một người tên là Sơn Mặt Quỷ, cũng là một YouTuber luôn, đứng ra dàn xếp với lại thằng Võ Minh Điền. Nhưng mà lúc mà 9 giờ tối á, ngày 17 tháng 2, nhóm thằng Sơn Mặt Quỷ nó đi tới hẻm 257 đường Bình Hòa, đường Bình Thành để gặp đối phương nói chuyện. Thì lúc này cái anh Nguyễn TT 40 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cũng được ba khách nam thuê chạy xe ô tô 51G470 chở tới địa điểm trên. Khi xe ô tô đến 257 Bình Thành, ba người khách nam đi xuống thì bị một số người tấn công ha. Các khách đó thì sợ hãi quá thì lên xe đóng cửa và yêu cầu anh T chạy đi, thì nhóm người mang theo hung khí để đập phá ô tô. Thì chúng ta thấy là cái ô tô đó là chiếc xe Sorento 7 chỗ và bị hư hại rất là nhiều. Thì khoản tiền hư hại các bạn thì lên tới 120 triệu. Thì ban đầu á, hai người bao gồm cả tài xế được xác định là bị thương, trong đó một người bị đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu. Thì lúc đó anh Tê cũng đã lên trình báo công an của phường Bình Hưng Hòa B. Ngay trong đêm, công an quận Bình Tân đã phối hợp với công an phường Bình Hưng Hòa B đã có mặt ở hiện trường khám nghiệm để lấy lời khai, và cộng đời thì người ta kiểm tra tất cả các camera mà an ninh ở phía ngoài các bạn, để người ta tìm ra cái hung thủ, để mà hung thủ nào để mà đập phá cái ô tô, rồi cũng như là cái hung thủ nào mà để gây chấn thương cho cái người tài xế phải đi cấp cứu vào cái bệnh viện. Và thưa các bạn, ngày tối hôm qua thì cái thằng Trôi Sông Lạc Chợ là chủ kênh YouTube Lạc Vong, thì cái thằng này có tới 7, 8, 9, 10 kênh YouTube gì đó. Thì các bạn biết là cái thằng Quỷ này là một cái thằng chửi bới cụ Lê Tùng Vân rất là nhiều, và thậm chí nó còn thách luôn cả những cái đoàn luật sư bảo vệ pháp lý và Thiện An Bên Bờ Vũ Trụ á. Chính nó đã nói sao các bạn, nó khẳng định Thiện An Bên Bờ Vũ Trụ là loạn luân, là lừa đảo tài sản. Và trong một lần nói chuyện nó gọi điện thoại cho luật sư Đào Kim Lân, và nó nói là tại sao luật sư Đào Kim Lân đi thưa những cái thằng mà nói là vu khống Thiện An Bên Bờ Vũ Trụ là loạn luân, tại sao không đi thưa nó các bạn. Cái thằng này rất là mất dạy, và cái thằng này á với lại thằng Võ Minh Điền, bọn chúng là thành một cái hội nhóm để mà chống phá Thiện An Bên Bờ Vũ Trụ. Thì bây giờ các bạn thấy không, nghiệp quật đã tới cái thằng mất dạy, cái thằng Võ Minh Điền rồi. Riêng cái thằng Trôi Sông Lạc Chợ thì nó có vẻ là rất là khôn các bạn, nó không bao giờ để mà đối đầu trong những cái cuộc chạm trán như vậy. Thường thì cái thằng này nó lánh mặt, một thì nó đi ra Hà Nội hoặc là đi ra Nha Trang để mà nó tìm cớ nó tránh những cái cuộc mà chạm trán này. Thì các bạn biết là ngày hôm trước đó thì chính cái thằng
Châu Sông Lạc Chợ nó lên, nó phải trấn an những cái khách hàng của cái thằng Võ Minh Điền. Thì các bạn biết là những cái người khách hàng Võ Minh Điền á, người ta đóng tiền để mà người ta mua những cái sản phẩm của nó. Thì các bạn biết là những cái đứa YouTuber này á, toàn là những đứa lên làm online để mà bán những cái mặt hàng online các bạn, chứ nó có chẳng có mục đích gì khác hết. À, các bạn nghe cái lời của cái thằng Châu Sông Lạc Chợ để mà nó trấn an những khách hàng. Bây giờ người ta đang điện thoại vô, người ta đòi tiền cái thằng Võ Minh Điền, các bạn cùng nghe nha. Hiện tại thì cái tài khoản của anh Điền thì không tiếp cận được, cho nên mọi người mua hàng hay gì đó thì mọi người cứ gửi vào số tài khoản của vợ ngoan để có thể rút ra chi xài trong gia đình. Và thêm một cái này nữa, cái này mới là cái quan trọng nhất, thì có rất nhiều chủ nợ gọi điện đến để đòi tiền anh Điền vì nghĩ anh Điền là có thể là không về, cho nên là sợ mất tiền. Thì bây giờ tôi cũng nói lại một lần nữa để các anh chị cứ yên tâm, thì còn tôi đây. Thì các anh chị nào mà cảm thấy lo lắng thì cứ nhắn tin cho tôi. Bây giờ có nhiều số lạ gọi quá, tôi không có thời gian, tôi không có tâm trạng để tôi trả lời. Thì các anh chị cứ nhắn tin cho tôi, rồi chúng ta sẽ đến nhà anh Điền. Thì mọi người cứ đưa giấy nợ ra, thì chúng ta sẽ thương lượng với nhau. Và không có mất mát tiền bạc gì đâu. Tôi sẽ đứng ra, tôi sẽ thương lượng từng khoản. Nếu anh Điền quá hạn thì có thể gia hạn đến bao lâu, hoặc tới hạn rồi thì sẽ như thế nào, trả trước bao nhiêu. Thì tôi sẽ thay mặt anh Điền để đảm bảo cái quyền lợi của cái việc mà anh Điền có vay mượn tiền của anh chị. Nhưng mà với điều kiện là các anh chị phải chứng minh được là anh Điền có vay và có giấy tờ đàng hoàng, hoặc là có thông tin tin nhắn các thứ. Tại vì bây giờ tôi không rõ là ngày mai sẽ như thế nào và có thể liên lạc được với anh Điền nữa hay không, tiếp tục như thế nào tôi không biết. Thì trước mắt để cho các anh chị yên tâm, các anh chị nào mà đã cho anh Điền vay mượn để làm ăn trong thời gian vừa qua thì các anh chị yên tâm. Vậy thưa các bạn, đây là cái lời mà trấn an của cái thằng Châu Sông Lạc Chợ, chính là cái thằng Lạc Phong, chủ cái kênh YouTube này. Thì các bạn biết là bọn chúng đó, nó buôn những cái đồ cổ hoặc là những cái mặt hàng về hải sản, thì bọn chúng mượn tiền rất là nhiều trong thời gian này. Thì các bạn biết là chính cái thằng Châu Sông Lạc Chợ nó cũng khẳng định là gì các bạn, không biết là thằng Võ Minh Điền có được về hay không. Thì các bạn biết là trong cái cuộc mà chạm trán vừa rồi á, thì gây chấn thương cho một cái người lái xe, người tài xế, và cũng như là đập phá tài sản cho cái chiếc xe Sorento đó. Thì các bạn biết là trong cái việc mà làm hư hại tài sản lên tới trên 2 triệu đồng thôi cũng đủ cho khởi tố cái thằng Võ Minh Điền và cái đám cà lê tức thẻo của bọn chúng các bạn. Và thưa các bạn, thì mới sáng hôm nay thì chính cái thằng Châu Sông Lạc Chợ, là cái thằng mất dạy, cái thằng Lạc Phong á, đã lên trên mạng mặt mũi bơ phờ mới có 3-4 giờ sáng thôi mà lên nói là gì các bạn. À, nếu mà thằng Châu Sông Lạc Chợ và thằng Ngoan đó, thằng Ngoan là thằng em của cái thằng Điền Võ, mà bị đi ở tù mà không có ngày về đó, thì sao? Nó sẽ đứng ra để mà nó nuôi luôn cả ba gia đình ha. Thứ nhất là gia đình thằng Điền Võ, gia đình thằng Ngoan và gia đình của nó luôn luôn, nó lo luôn cả ba người vợ luôn các bạn ơi. Trời ơi, mình thấy là cái thằng này nó giả nhân giả nghĩa trong cái việc mà đi chạm trán giữa cái thằng Điền Võ và cái nhóm phía bên Kim Ngân á, thì nó cũng trốn mất, nó đâu có đi ra mà để mà nó hỗ trợ cho thằng Điền Võ đó các bạn. Vậy mà bây giờ nó lên nó nói là nó thay mặt, nếu mà thằng Điền Võ, thằng Ngoan mà có vụ gì mà xảy ra mà không về nhà nữa, một đi không trở lại, thì nó ra nó lo lắng cho luôn ba gia đình luôn, lo lắng cho những đứa con, cho những người vợ, cho người đó. Các bạn thấy là những cái bọn này không, là những cái bọn mà láo lếu á trên mạng xã hội. Chính cái thằng mất dạy, cái thằng Châu Sông Lạc Chợ và cái đám cà lê tức thiệu, cái đám côn đồ của bọn chúng, cái thằng Lạc Phong, nó đi chửi bới cụ Lê Tùng Vân rất là nhiều. Luôn cả thằng Điền Võ, nó nhục mạ vu khống, nó còn gọi điện thoại thẳng cho luật sư Đào Kim Lân, và nó khẳng định là cách đây mấy tháng trước các bạn, là thể nào cũng có một cái bản giám định ADN là Thiền Am bên bờ vũ trụ là loạn luân 100%. Và các bạn thấy là cái ngày 13 tháng 10, chính công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An đã tống đạt cái bản giám định kết quả ADN á, cho Thiền Am bên bờ vũ trụ. Mà các bạn biết là nếu mà Thiền Am bên bờ vũ trụ mà có loạn luân á, thì chắc chắn
là cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đâu có để yên cho những người bất thiện ai bên bờ vũ trụ sống tự do tự tác các bạn. Thì theo như chúng ta suy luận đó, thì các bạn biết là bây giờ á, ngay cả đoàn luật sư bảo vệ pháp lý bên thiện ai bên bờ vũ trụ cũng không có cái bản giám định ADN đó bạn. Đây là một cái việc cái kết quả ADN là một cái việc tuyệt mật ha, chỉ có cơ quan công an chính quyền và cái người thân chủ bên thiện an bên bầu vũ trụ, gia đình người ta biết thôi, chứ không có ai mà có cái bản giám định đó, như là những cái bản giám định ADN mà trôi nổi trên cộng đồng mạng á, mà nói những người bên thiện an bên bầu vũ trụ 14 trong số 17 người trong đó là có mối liên hệ loạn luân. Đây là những cái việc làm vô khống bịa đặt, như cái con nấm quần ha, nó đã gửi cái bản giám định ADN giả đó cho cô Linh ở bên tổng lãnh sự Mỹ, ở bên Indo các bạn. Khi mà cô Tây Nha Nguyễn Đỗ bên qua bên Indo để mà họp hội nghị thượng đỉnh về vấn đề tôn giáo á, thì không ngờ ha, có cái bản giám định ADN giả đó, thì cô Nha Nguyễn Đỗ gọi điện thoại cho đoàn luật sư bảo vệ pháp lý Bình Thiện An bên bờ vũ trụ để hỏi rõ. Nhưng mà lúc đó thì sáng sớm quá thì không có ai biết hết, không có ai dạy hết, thì có chỉ có luật sư Thanh Trần biết lên để mà trả lời những cái việc đó, là nói là cam kết là những người Bình Thiện An bên bờ vũ trụ không có loạn luân, không có dính líu về vấn đề mà trực hệ với nhau. Thì các bạn chúng ta cũng thấy rõ là chính cái con nấm hô này á, là một con rất là mất dạy, nó muốn hãm hại những người bên thiện an bên bờ vũ trụ không thể nào để đến bến bờ tự do. Cái việc mà cái thằng Điền Võ và cái thằng trôi sông lọt chợ là hai thằng á, nó chửi bới cụ Lê Tùng Vân rất là nhiều. Các bạn thấy là bây giờ nghiệp quật tới cái thằng Điền Võ rồi á, mong là cơ quan công an chính quyền kỳ này phải xử lý cái thằng Điền Võ, là một cái tên côn đồ chuyên môn tới những cái gia đình của những người đàn bà mà người ta sống một mình các bạn, như là luật sư Hành Ni, Thanh Trần, cũng như là những người như Linh Lan, tấn công luôn cả những cái người như là con của Hoàng Kim Dung, là một cái đứa bé tuổi vị thành niên. Thì chúng ta thấy là cơ quan công an chính quyền tới nay chưa có hành lý, chưa có một cái biện pháp nào mà xử lý cái tên côn đồ, cái thằng Võ Minh Điền. Mong là kỳ này thì nếu mà cơ quan cái camera an ninh á, chỉ rõ thằng Võ Minh Điền là cái người gây ra việc mà chấn thương cho một cái người tài xế, nghe nói là cái việc chấn thương này rất là nghiêm trọng như các bạn, và cũng như là đập phá luôn cả cái chiếc xe hơi mà gây tổn hại tới 120 triệu, thì chắc chắn thằng Điền Võ là kỳ này đi tù mốc chỉ luôn ha, cũng mấy chục năm luôn á. Mong là cơ quan công an chính quyền, bây giờ chúng ta thấy là nghiệp quật tới những cái bọn mà đi chửi bới cụ Lê Tùng Vân là loạn luân và lừa đảo tài sản, mong là cơ quan công an chính quyền phải thực thi để cho làm gương cho tất cả những cái thằng nào, ví dụ như thằng Phan Phong, thằng Trần Quốc Vũ, rồi đám thằng Âu Quang Nhục, rồi đám thằng Nguyễn Trường Giang sẽ tiếp tục ha bị cơ quan công an chính quyền xử lý trong thời gian kế tiếp. QH xin dừng clip ở đây, xin chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you, bye bye.